Báo Indonesia hạ hê với U19 Việt Nam, sân không người vẫn thấy áp lực. Truyền thông Indonesia đã lên tiếng đầy hạ hê U19 Việt Nam và huấn luyện viên Đinh Thế Nam sau thất bại trước U19 Malaysia ở vòng bán kết U19 Đông Nam Á 2022. Hôm qua, U19 Việt Nam đã bất ngờ thua đậm U19 Malaysia 0-3 ở vòng bán kết U19 Đông Nam Á 2022. Trước trận đấu này, U19 Việt Nam được đánh giá cao hơn hẳn đối thủ nhờ ngôi đầu bảng A và đội hình bao gồm nhiều ngôi sao. Sau trận đấu, huấn luyện viên Đinh Thế Nam cho rằng U19 Việt Nam đã thua đậm vì tâm lý yếu hơn đối thủ. Ông cho biết, chúng tôi đã tạo ra nhiều cơ hội nhưng không thể tận dụng thành công. Tôi nghĩ một phần do tâm lý nên các cầu thủ xử lý không tốt. Đây là vòng loại trực tiếp nên các cầu thủ cảm thấy áp lực cho dù sân không có nhiều khán giả. Lời giải thích của huấn luyện viên Đinh Thế Nam lập tức bị truyền thông Indonesia sử dụng làm đề tài chế giễu U19 Việt Nam. Một trong những tờ thể thao lớn nhất xứ vạn đảo, Bola Sport giật tích, đá trên sân không người, Việt Nam vẫn thấy áp lực và thua Malaysia. Trong bài, Bola Sport cho biết chỉ có khoảng 20 khán giả của cả hai đội đến sân Patriot Kanabaka theo dõi trận đấu và tất cả đều là vé mời. Số khán giả ít ỏi này giữ yên tĩnh phần lớn trận đấu và không tạo ra bất cứ áp lực nào với các cầu thủ trên sân. Trước đó, tờ báo này cũng mô tả chiến thắng của U19 Malaysia trước U19 Việt Nam là kinh thiên động địa. Việc truyền thông Indonesia hạ hê trước thất bại của U19 Việt Nam là chuyện dễ hiểu. Ở vòng bảng, U19 Indonesia đã bị loại sau khi U19 Việt Nam và U19 Thái Lan hòa nhau với tỷ số 1-1. Không chỉ người hâm mộ mà ngay cả các quan chức bóng đá Indonesia cũng cho rằng U19 Việt Nam và U19 Thái Lan đã bắt tay nhau để loại họ ra khỏi cuộc chơi. U19 Việt Nam bị loại, cổ động viên Indonesia hả hê, chúc mừng Malaysia, mắng Việt Nam. Cổ động viên Indonesia vẫn tỏ ra rất hằn học sau khi đội U19 nước này bị loại ngay từ vòng bảng giải U19 Đông Nam Á. Trên mạng xã hội, họ hả hê và có những bình luận không hay sau khi U19 Việt Nam để thua Malaysia trong trận bán kết. Chiều hôm qua ngày 13 tháng 7, U19 Việt Nam đã bị loại khỏi giải U19 Đông Nam Á. Sau khi để thua 0-3 trước Malaysia trong trận bán kết được tổ chức tại sân vận động Patriot Candrabaga. Ở trận bán kết còn lại, U19 Thái Lan cũng thất bại trước U19 Lào. Như vậy, U19 Việt Nam sẽ gặp U19 Thái Lan trong trận tranh hạng 3. Sau thất bại của U19 Việt Nam, cổ động viên Indonesia đã tràn vào fanpage của Liên đoàn bóng đá Malaysia chúc mừng và có những lời lẽ không đẹp với thầy trò ông Đinh Thế Nam. Trước đó, những người làm bóng đá Indonesia tố cáo U19 Việt Nam và U19 Thái Lan bắt tay nhau ở trận đấu cuối cùng bảng B và khiến đội U19 nước này bị loại. Đây là một suy xét không có căn cứ nhưng vẫn khiến người hâm mộ xứ vạn đảo tấn công U19 Việt Nam. Cụ thể, cổ động viên Indonesia cảm ơn U19 Malaysia vì đã đánh bại đội bóng mà họ ghét là U19 Việt Nam. Ngoài ra, có rất nhiều bình luận cho rằng U19 Việt Nam phải nhận quả báo vì đã bắt tay với Thái Lan loại đội U19 Indonesia. Đúng là quả báo nhãn tiền, U19 Thái Lan cũng bị loại luôn. Thật là tin vui nhất ngày, hai đội bóng bắt tay nhau vào trận tranh hạng 3 nhé. U19 Việt Nam đá trận bán kết, như thể muốn cầm hòa, một số bình luận của cư dân mạng Indonesia sau thất bại của U19 Việt Nam. Một trong những tờ thể thao lớn nhất xứ vạn đảo, Bola Sport giật tít, đá trên sân không người, Việt Nam vẫn thấy áp lực và thua Malaysia. Trong bài, Bola Sport cho biết chỉ có khoảng 20 khán giả của cả hai đội đến sân Patriot Candrabaga theo dõi trận đấu và tất cả đều là vé mời. Số khán giả ít ỏi này giữ yên tĩnh phần lớn trận đấu và không tạo ra bất cứ áp lực nào với các cầu thủ trên sân. Trước đó, tờ báo này cũng mô tả chiến thắng của U19 Malaysia trước U19 Việt Nam là kinh thiên động địa.